Rồi, Thanh Nguyên mời cô vào. Vô hả? Dạ. Mời cô vào. Run. Rồi, Thanh Nguyên chào cô nha. Cô chào Thành Nguyên nha, chào cộng đồng mạng. Dạ. Trong nước và ngoài nước. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ, chào cô. À, cô hôm nay cô đến từ đâu và cô đi cùng ai hả cô ha? Cô đi nhà cháu, cô đến từ Kiên Giang. Cháu ạ. Kiên Giang. Dạ. À, là mình đến từ Kiên Giang. Ừ, Kiên Giang. Ừ, Kiên Giang đi về Cần Thơ đây là mất khoảng bao lâu thời gian hả cô? Hồi sáng cô 5 giờ rưỡi cô xuất phát. Ồ, 5 giờ rưỡi. Cô đến đây nãy giờ cũng hơi lâu rồi mà cô đi tìm. Ờ, à, vậy hả? À. Dạ. Ừ, rồi cô có thấy lo lắng hồi hộp gì không? Hơi hơi. Hơi hơi à? Bởi cô mới ngủ nhau cháu đi. Dạ. Cô tính đi xe đò nhưng mà cô sợ đi đò bất tiện lắm. Vâng. Cười đi xe máy đi, có thể mình đi mình ghé chỗ này chỗ kia được. Dạ vâng. Rồi bây giờ cô giới thiệu về bản thân cho con chứ. À, họ tên của mình là gì, sinh năm bao nhiêu và công việc mình hiện tại có làm gì không cô ạ? Cô là Thái Thị Mỹ Nguyên. Thái Thị Mỹ Nguyên. Sinh 1962. Vâng. Là xưa thì cô mần bánh, các loại bánh. Vâng. Bỏ cho bánh đám cưới rồi đó. À. Dạ. Rồi cô làm khoảng 28 năm nghề bánh. Dạ. Cái cô rã con cô đi, thành thử ra nhỏ con nó không cho làm nữa. Vâng. Nó nói giờ mẹ không phải để nuôi ai. Con giờ thì sự sống của con đã ổn rồi. Thôi mẹ không làm nữa. Chứ xưa cô cực lắm. Dạ. Yeah. 2 giờ rưỡi khuya cô thức lên làm bánh. Tới sáng là cô phải bỏ mối cho cái mấy cái bánh đám cưới á. Vâng. Mấy nhà hàng đã đặt á. Có khi nhầm bữa nó đặt trùng 3-4 đám. Cô làm không sể. Vâng. Chỉ một mình thôi. Rồi cô đổ cho mẹ tới 1 giờ trưa. Xong rồi cô phải còn phải đi làm nữa. Cô làm nhân viên tiếp thị sữa Vitamil. Yeah. À, thành thử làm tới 6 giờ chiều cô mới về. Thành thử cô vất vả dữ lắm. Để nuôi con đi ăn học. Cho tới nơi tới chốn. Dạ. Yeah. Vậy là bây giờ là con không có cho cô làm gì hết cô ha? Không, nó không cho làm nữa. Dạ. Yeah. Cái mùa Covid á, là một năm cô ra ngoài 2 lần. Nhưng mà cái mùa Covid tới nay không ra. Yeah. Tại vì nó không cho đi lên trên mấy 300 người á. Vâng. Nó không cho đi, nó thôi mẹ lỡ rồi thôi để con xây nhà xong đi rồi mẹ hãy ra luôn. Yeah. Vậy là con cô lập gia đình cũng xa hả cô? Hồi xưa là nó cô cho nó đi học. Cái nó đi thi á, đi thi người mẫu á, mẫu thời trang á. Vâng. Là nó đi thi, nó thi nó mất hết một nửa điểm. Vâng. Thành ra nó gớt. Nó gớt xong rồi cô mới nói thôi con đi học lại đi con. Nó nói không mẹ ơi, mắc cỡ với bạn bè lắm. Tại vì mình đi thi mình đoạt giải 2 rồi. Mà bây giờ mình đi học lại á, mắc cỡ. Cái cô mới nói thôi vậy con học bổ túc đi. Cái nó học bổ túc, vừa học vừa làm. Nó làm cho cái hãng xe salon của Thái Hòa đó. Vâng. Nó làm được mấy năm cái cô Thái Hòa cổ mới nói tại sao mà em đi trễ mà em về sớm. Nó nói cô Sáu ơi thông cảm cho con mất đi học. Cái nó về cũng than phiền, cô nói thôi vậy con nghỉ đi con. Mẹ nuôi con được, không phải đi ở đợ đâu. Cái xong nó đi học trung cấp dược. Học trung cấp dược 2 năm rưỡi. Đậu trung cấp dược rồi xong. Nó mới nhảy qua bên Kim Định, tiệm vàng Kim Định nó làm. Cái cô mới nói bây giờ cái tương lai của con phải đi học. Mẹ có thể lo cho con đi học được. Rồi xong cái nó mới nói thôi vậy mẹ cho con đi học thì con đi. Lên trển mướn tiền nhà trọ của nhỏ em cũng phải trả tiền. Tiền điện, tiền nước cũng phải trả tiền. Cái nó mới nhảy vô anh Si, nó đi làm. Đi làm anh Si mà nó nói mẹ mấy cái nhà hàng nó trùng hết trơn, không đi được. Chỉ làm được có một cái nhà hàng đó thôi. Thành thử ra nó thấy cũng bề bộn. Nó nói con làm được bao nhiêu con làm. Nhưng mà mẹ tuyệt đối không cho con bán quán nước nha. Dạ. Nó cái xong cái nó gặp cái thằng chồng nó. Thằng chồng nó vừa bắt. Nó cũng vô là nó năn nỉ bác, nó nói
thương con gái bác, bác nói nè, bác chỉ có một thôi, nhưng bác không gả đi đâu nha, bác bắt rể, nếu con chịu thì bác gả. Nhỏ này nó cũng dần dần nó cũng không chịu nữa, cái cô mới nói thôi con ơi, chồng nó lớn tuổi hơn mình, tất nhiên là cái sự nghiệp nó cứng hơn mình, con đừng lựa chọn cái tuổi mà ngang hàng, giống như mẹ khổ lắm. Thế khuyên con gì, cái nói mới ưng thuận đi, rồi ông chồng ta ra đây cưới, cưới xong cái ở được 9-10 tháng gì đó, cái người ta nói là mẹ ơi, con bằng ăn thua lỗ, thôi mẹ cho con về về quê con đi, con có cái nhà ngay chân chợ để con buôn bán này kia. Tôi nói thôi sao con ở đây đi, con cầm đồ cũng được, nhà mình rộng mà, con cầm xe con để nhà đi. Nó nói mẹ con không có chân cẳng, không có quen với công an, nó khó mừng ăn lắm, thì mẹ con cho con về ngoại đi, không lẽ con ở đây hai chồng con đi ở đợ cho người ta, rồi nuôi hai vợ chồng già, rồi phải hai đứa con nữa là sáu miệng ăn, con sợ là sau này hai đứa con thằng nào nuôi không nổi, mẹ đâu có còn trẻ để làm hoài đâu. Tôi nói thôi vậy thì con quyết định, chứ mẹ con không nắm níu để làm gì, không lẽ nắm níu lại chết chùm sao. Rồi cái tình trạng hôn nhân của cung cái Nguyên, cái chuyện hôn nhân của cô á, cô hai đời chồng. Đời trước á thì lấy chồng đời trước thì hơi nghèo đi, nhưng mà cái cuộc sống ổng bị bệnh ngặt nghèo. Thì đã qua đời 2 năm sau cô mới lấy ba nó. Lấy ba nó xong thì trong vòng 1 năm cô mang bầu nó đi. Ông này thì cô cũng biết, nghĩ là ông cũng đi kiếm tiền để mà cho cô sanh vậy, cô biết. Nhưng mà ông kiếm cái con đường là cái xã hội nó chê rồi, cô không muốn. Anh chạy xe đi rồi anh mót dành dụm để tôi sanh. Ông không, ông đi chơi tới mất xe luôn. Cái mẹ đó, mẹ ruột mới thấy gì, mẹ ruột mới không chấp nhận. Mẹ ruột mới đuổi đi đi. Đuổi đi là cô thôi, ông là 16 năm. 16 năm cô gồng gã nuôi con, ăn học tới nơi tới chốn. Sau 16 năm đó cô đã quen một người, nhưng người ta ở cưới cô, nhưng mà ổng qua ổng quấy rầy cuộc sống của cô, ổng nói là cho ổng về ổng bù đắp lại. Cô tưởng là ổng về ổng bù đắp lại cho cô, mà cho con nó có cha, con nó vẫn kêu ổng bằng cha chứ không phải không kêu. Nhưng mà thời gian từ đầu tới đuôi ổng về ổng chỉ không làm ăn, cô không quan chấp nhận nữa. Cô nói cô có sự nghiệp buôn bán như thế này, Duy vẫn đi làm, có thể là nuôi sống chồng con được, cô không phân biệt thôi. Sáng cô đi bán, ông đi uống cà phê, trưa cái ông đi đá gà, tối cái ông đi nữa. Cái cô mới nói nè, anh ơi, anh đi tối ngày vậy rồi ban đêm hôm nhà có anh tôi. Ông nói ở nhà ăn chết hay gì, đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền đó thì cô cũng đồng ý đi. Đi sớm là 11 giờ về, còn đi trễ là 2-3 giờ sáng mới về. Rồi không thôi, nếu không nữa là đi tới sáng. Đàn ông mà ta ngã một hướng thôi, còn ổng ngã 4 hướng ngã hết. Cờ bạc, đá gà, rượu chè, gái gú. Cái mà cờ bạc đi, người ta lại đòi nợ. Cái đòi nợ cô á, không trả nổi nữa. Cô làm á, vừa bán vừa làm, tích lũy để cho con ăn học, để sau này mình già mình có một số vốn để mình hưởng thụ. Tại sao ông không suy nghĩ? Rồi xong á, đàn bà mà đàn ông mà gái gú đàn bà làm sao chịu nổi. Cô nhiều lần rồi cô đuổi đi. Ông đi xong không thời gian 5-6 tháng, cái sống nhà người ta không được, người ta đuổi, ông mới trở về năn nỉ cô, tha thứ cho ông. Mà cô đã tha thứ nhiều lần lắm rồi, không phải 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần đâu. Đàn bà cũng có sức chịu đựng, trái tim cô muốn dở ra vậy đó. Nhưng mà cô phải dũng cảm lên, vì con mình phải cố gắng sống được thêm khoảng chừng 10 mấy năm, nhà cửa tiêu tan hết. Cô nói cái gì chồng con, chứ cái gì cho cái nhà cô giữ lại. Cô không để đánh mất cái nhà, thương thì vẫn có thương, tha thì cũng đã tha rồi, nhưng mà cái gia đình hạnh phúc anh không giữ lấy, sau này anh hối hận thì anh muộn này. Cái hôm nó cặp thêm cô nữa, cái không chịu nổi, cái cô mới làm đơn ly dị. Cái ông đòi đánh cô, cái cô mới kêu thằng ghế cô á, anh nói con theo mẹ đi ra ngoài khu phố này đi lặng mà làm giấy tờ ly dị.
Ra nên mẹ đó có thể ông đánh bất ngờ rồi làm gì ông bây giờ. Xe hả, không nói ít cho cỡ 5 chiếc. Điện thoại mà mới ra iPhone 3, iPhone 4 này kia đó là cho ông đó nha. Là cũng ra đi. Nợ đó là 20, 10 triệu. Cái ngày ly dị cô phải lãnh thêm 10 triệu cho ổng nữa. Trên khu phố nói là bây giờ cưa đôi ra. Tôi nói đồng tiền này tôi không có xài. Nếu khi cưa đôi tôi vẫn trả. Nhưng mà còn 5 triệu kia đó, mấy anh có thể là kêu ổng trả không? Tôi dám bảo đảm mấy anh kêu ổng trả không trả được. Tất nhiên 10 triệu này tôi phải ôm show luôn. Nhưng mà tiền bạc hết, thằng ghế cô, gái cô không bao giờ biết. Tại vì biết sợ con nó buồn. Nhưng... thì cái vấn đề đó nó qua rồi, mình cũng để cho nó qua ha cô ha. Bây giờ mình nói về hiện tại và tương lai đi. Rồi thì khi mà cô Nguyệt đến với cô Nguyên đến với chương trình của Thánh Nguyên thì con của cô có biết và ủng hộ cho cô không thật? Không hả? Nhưng mà cô có biết rằng là khi mà lên chương trình này thì ai cũng biết không? Biết. Cô chẳng ngại. Tại vì cô buồn á, nhiều khi cô ca mà đoạn khúc này kia, ca cổ này kia cô cũng trực tiếp lên luôn. Ca cái cảnh mà buồn á, cảnh buồn mà cảnh mà mất mẹ đó, mất cha đó, cho con mình nó nghe. Nó suy nghĩ, nó thấm thiết. Con thấy đó. Cô chia sẻ những điều này thấy cũng xúc động đó. Rồi thế rồi có cái khúc ca cổ nào ca cho con nghe được không nào? Cô không nhớ hết đâu. Cô chỉ ca là trên cái máy là cô ca thôi. Rồi chứ cô không có thuộc lòng. Thì được câu nào hay câu đó? Cô ngại vậy đó. Ngại hả? Cô bảo cô không có ngại, cô vẫn livestream, cô vẫn hát bình thường mà sao bây giờ đến đây vì... Thôi hát tặng con bài đi. Câu cũng được. Bây giờ hát Hàng Mặc Tử đi. Cho tôi xin lại mảnh đời ấu thơ, bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Anh Chi Mai Đình. Anh Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc yêu thương. Rồi đây năm tháng anh trẻ tìm thấy ở bên em. Thôi, cô không nhớ hết đâu. Phải có thì cô được, cô ca hết miên bản được. Dạ, vâng. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô nào giờ cô không có ca hát đâu. Nhưng mà 7-8 năm nay cái thời gian mà cô buồn, cô mới ca thôi. Nhưng mà cô không có biết quay. Không có biết quay đâu, cô nói thật. Nhưng mà bây giờ cảm như 2-3 bữa cái cô thấy gì, thôi giờ mình làm gì vô phòng cũng nằm cũng coi phim. Cô coi lúc mà em với Tướng Dĩ mà đi cứu trợ miền Trung á. Cái lúc mẹ anh Minh Sang Ba bị mất tiền đó. Cái cô cứ cầu nguyện, cô nói trời trời, giấy cho thằng Thành Nguyên nó nhặt được cái bóp đi trời. Cái này 10 phần chỉ có 3 phần hy vọng thôi. Cái Tướng Dĩ ngồi sân bay cứ đợi hoài. Mà Tướng Dĩ cũng giái thầm nữa. Cái hôm mà đi mà xe mà bị kẹt nước á. Trời, cô thấy cô còn thảm thương nữa. Thì cô nói không biết là Thành Nguyên này với Tướng Dĩ có ra được hay là không đây. Cái nước thế này là cho cô không dám vô rồi đó. Từ đó là bắt đầu cô coi luôn. Cái hồi năm rồi cô điện cho Tướng Dĩ. Cái cô thấy nè, thôi chắc mình lớn tuổi rồi, thôi mình kêu ghẹo chi không biết. Ở ngoài thiếu gì, đã kêu ghẹo mà mình còn không thèm. Mà cô thấy ở ngoài nó giả dối thì nhiều. Nhưng mà cô, mấy người đó quen với cô cũng phê cô đi nha. Trái tim cô đóng là cô chưa có mở ra được. Cô mới nói nè, cô không làm kẻ thứ ba. Nhiều người lắm là đến với cô nói nè, uống cà phê rồi về nha. Không ngoài gì khác. Nhưng mà chở cô đi phải chở cô về. Cô nói thật. Rồi cô nói, có khi mang đồ đến cho cô nói, đem về cho vợ con ăn. Cô thiếu gì ăn, cô không ăn, cô ăn là mắc cái nợ. Cô không ăn. Cái hôm đó, cái ông đó nghe ổng vợ chết. Cái ổng thương cô với cháu cô đi nè, lên tới nhà nè. Ổng vung tôm. Thằng ghế nói, mẹ, mẹ lấy ông đó đi cho nó khỏe, mẹ khỏi phải mần bánh, mần trái cực khổ. Người ta có vung tôm, vung cua, sống trên đó được, hiu lắm. Trên Ba Hòn trở nên hiu lắm. Ông đó đã mất rồi.
Nhưng mà chị em ổng ai cũng đều biết. Nhưng cô nói tại vì không có duyên thôi. Quen cũng lâu lắm nhưng mà không có duyên. Vâng, thì bây giờ Thánh Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính ha cô ha. Dạ, thì ngày hôm nay cô Nguyên đến từ Kiên Giang. Kiên Giang, cái quãng đường khá là xa, thì cô mong muốn bày tỏ như thế nào tới các chú ạ? Cô cứ kiếm một người có thể là thương yêu cô, tại vì cô không có hạnh phúc. Có chồng, chồng thương chỉ thương cái túi tiền cô chút lên thôi, túi tiền cô chút xuống là không thương. Nhưng mà tới hết nước rồi thì lại năn nỉ gian sinh cho một cơ hội cuối cùng. Bao nhiêu cơ hội, kêu má ông ra năn nỉ cô. Cô nói ông ở với cô á, thì ông dắt mấy con nơi chồng, má ông lên tiếng giùm cho con. Bây giờ trái tim con nó tan nát từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ có thể là anh nào mà tương xứng với cô mà không cờ bạc nha. Cô nhất đại kỵ, cờ bạc cũng cờ bạc, cô cũng không nói, nhưng mà cái đủ cái khả năng mình thôi. Đừng có lâm xăm chiếp nhiều tùng tiền của người ta mà cực khổ. Mình phải liệu cơm gấp mắm. Cô cũng từng ăn chơi. Cô chơi là cô đến casino luôn nha, chứ không phải là chơi thường. Thấy Thành Nguyên biết không, cô sáng nha là cô đi bán bánh là tới 9 giờ cô về, có xe lại rước cô đi. Lên chảnh là cô chơi đúng 1 giờ, cô ra Hà Tiên là cô đón xe là về Kiên Giang là tới đây 3 giờ. 3 giờ cô vô nhà cô xách giỏ vô cô đi làm, 5 giờ chiều cô về. Cái hôm nào cô lên chảnh mà cắn ớt á, cô mới điện lên đại lý cô á. Anh ấy, con ơi con nói với chú con á là cô chiếc xe hư rồi, không đi được, để cô đi sửa. Đi làm cho người ta một tháng là 30 ngày không nghỉ ngày nào. Vất vả lắm, cô khổ, khổ đau nhưng mà cắn răng chịu đựng. Vì hạnh phúc gia đình, vì chồng, vì con, nhưng mà anh không nghỉ. Lần này cô cắt đứt là cắt hẳn luôn. 16 năm trước không có một ngày nào cô nói chuyện nha. Bây giờ trở đi cô yêu cầu ổng, nếu mà có coi cái đoạn clip này á, từ đây tới chết đừng bao giờ gặp mặt cô. Cô đã hận rồi thì hận tới xương tủy. Cô nói thật sự, giữa anh em cũng vậy, đừng để cô những gì uất ức. Cô hận là hận tới chết. Giữa vợ chồng tha thứ một lần hai lần thôi. Bây giờ ai đồng cảm với cô, thương cô, còn không bao lâu nữa giờ đã bóng xế ngã về chiều rồi, cô nương tựa thôi. Sống với con ở ngoài đó nó lạnh lắm, cô không ở được. Thì cái ngày hôm nay cô mong muốn bày tỏ tới cho các chú thì như thế nào, độ tuổi sao sao? Cũng như nhỏ hơn cô 1-2 tuổi cũng được, bằng tuổi cũng đừng, đừng lớn quá. Lớn tuổi đã già rồi mà lớn quá mời mốt chết thì bỏ cô lại nữa. Rồi cô thì nhà cửa cô có. Nhưng mà kiếm mấy người đó là như thế này, có hai điều kiện: chấp nhận thương cô, thứ hai là phải con cái có chấp nhận hay không. Cứ thảo luận với con cái, nếu chấp nhận người mẹ kế này thì hãy đến với cô. Còn nếu bằng không thì đừng đến. Còn lại thì các cái vấn đề khác thì cô quan trọng giống như ngoại hình, điều kiện người đó sao sao, cô quan trọng giống cô không việc. Cần mẫu mã, người đó mới chân thật, có tấm lòng, lo lắng cái gia đình, mà cũng phải có cái bản chất cũng như là có thể kiếm được đồng ngân để mà sinh sống cái đời sống của mình. Chứ là cô không bảo vệ được. Cô sống một mình cô bảo vệ được. Thêm một người nữa cô đã mệt mỏi lắm rồi, cô không bảo vệ được. Nhưng mà phải cô còn trẻ thì cô không cần. Bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô chỉ bây giờ con cô nó nói là mẹ cứ ăn, cứ việc coi phim, đi chơi, đi nhậu, đi nhẹt. Nhưng mà mẹ đừng nhậu, nếu mà nhậu nhà ai mà có thể quá chén mẹ cứ ở lại. Mẹ đâu xa, mẹ rủ cháu đi, đi với mẹ đi, có gì cháu thay phiên mẹ chạy. Chứ mẹ đừng đi lỡ cái bề gì, con khổ lắm, con vô không có kịp. Nói gì? Cô kêu nó bán nhà, cái nhà cô sợ sao tranh chấp. Ông chồng cô thì không có giấy kết hôn, mà cô cũng không cho vô hộ khẩu. Tại vì cái nhà này, cô đã cất cái nhà này nhà thứ ba rồi, tự bàn tay cô cất nghe, không ai giúp đỡ cô nghe. Cô gầy dựng cái nhà để cho con cô thôi. Nói thôi con bán nhà đi con, mẹ về ngoại vĩnh viễn luôn, mẹ không vô đây con. Nó không mẹ, cái nhà để đó,
con không thiếu tiền, con vẫn có tiền, mẹ cứ ở để đó đi, còn nếu mẹ buồn thì mẹ cứ đóng cửa lại. Hai thằng con chơi đôi ba tháng mẹ về, mà nó ngủ ngay nghiêng mùa Tết, nó lạnh không lạnh tôi chịu không có nổi, lạnh lạnh thú xương, còn nóng thì nóng nó dã man lắm, trời trời con sợ lắm. Rồi cái mấy người nói thôi ơi sao con đem mẹ con vô nuôi, mẹ con không chịu vô, mẹ con còn trẻ, mẹ con còn bay nhảy được, để cho mẹ con bay nhảy đi cho hết quãng đời của mẹ con thôi đó. Rồi thì những tâm tư, những cái nguyện vọng của cô Mỹ Nguyên, nhưng mà cô nói nghe cô cao lắm nha, phải kiếm tầm 2m7 đó nha. À đúng rồi, con thấy cô cũng cao đó. Nhà cũng họ cao mà. Ông chồng cô cũng 1m7 á. Vậy là cô tìm một người phải 1m7 trở lên. 1m7 thôi, đừng cao quá hiu lắm. Cao vậy thôi chứ không cần mà cao hơn đâu đó. Không. Dạ. Vừa thôi. Cô cao mét mấy cô? 74 luôn đó. Cô 1m74 hả? Gái cô 71 á. Ồ vậy hả? 71 mới đi thi được. Dạ. Đi thi được. Đi thi qua khôi được chứ không 71 sao thi được. Rồi thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của cô Nguyên thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các chú nha. Để chú nào mà thấy cô Nguyên mà phù hợp đó thì cái đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Thôi vậy cô đến đây cũng chúc cho vợ chồng em được hạnh phúc và vui vẻ. Cô cũng không biết nói gì hơn. Vâng, cảm ơn cô. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì cô Thái thì Mỹ Nguyên đến từ Kiên Giang thì quý vị cũng đã nghe, và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung cho kế bên để không bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị nhé. Rồi con cũng chúc cho cô Nguyên nhiều sức khỏe và sớm tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn ha. Cảm ơn con. Rồi chúc cho cô trên đường về vạn sự bình an.